Đầu tiên thì xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, các diễn giả cũng như mọi người đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Rất có cái tip là thế giới học được để cho mọi người chú ý lên đây thôi. Nó cũng không phải là một cái gì đấy to tát, một cái gì đấy gọi là mang tính chất đột phá về mặt ý tưởng mới, hay một cái gì đấy mang tính chất innovative, hay một cái cải cách để mà coi như là mang lại cái thay đổi cho thế giới như là cái tiêu chí khoảng cách đề ra ở trên thế giới. Thì cái này nó chỉ là cái đơn giản để muốn chia sẻ với các bạn thôi. Tiếp tục câu chuyện của anh Bình, lúc nãy chia sẻ với mọi người về sách thì cũng liên quan một chút đến giáo trình và học tập. Thì anh Bình cũng đã khẳng định là coi như là giáo trình thì là câu chuyện cả cách giáo dục là chỉ là một phần thôi. Vậy thì tiếp theo đấy thì mình chia sẻ cái gì, chia sẻ với mọi người về cái phương pháp học tập. Phương pháp học tập thì mọi người cũng thấy rồi, đấy là cái cách mà chúng ta làm việc và học tập cố hữu từ lúc mà chúng ta đi học tiểu học, trung học đến bậc đại học, và sau đấy là chúng ta sẽ học tập như thế nào. Thì có thể chúng ta nhìn lại một chút xem là chúng ta làm việc và học tập ra sao. Thời gian không có nhiều thì coi như là mọi người thấy rất cái tip là thế giới học ngược. Thì trước khi mà xem thế giới học ngược như thế nào thì có khi chúng ta xem là chúng ta đã bình thường ra làm sao. Bình thường ra làm sao thì mọi người thấy ngay ở đây, đấy là đầu tiên là học. Chúng ta học bằng cách là lên lớp để nghe thầy cô giáo giảng. Ok, như vừa rồi chẳng hạn là mình vừa rồi nghe cô giáo ở coi như là lớp kiến thính mô tả về giảng về các cái ngôn ngữ ký hiệu. Còn tiếp theo là thực hành. Thực hành thì chúng ta thực hành bằng cách làm bài tập về nhà, là bài tập về nhà. Vậy thì cái tiến trình mà chúng ta học thì mọi người thấy ngay cái việc phân vai như sau. Thầy cô giáo thì đóng vai trò rất là quan trọng và nói rất là nhiều trên lớp. Sinh viên thì tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Ok, có đôi khi là các bạn lên lớp các bạn không muốn nghe, và thậm chí là mình biết đến bây giờ mình nói ở trên cái hội trường này cũng có một số người không muốn nghe mình nói là cái gì. Và cái việc tiếp thu tri thức một cách thụ động như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là có thể là không hiệu quả. Và tiếp theo nữa, sinh viên mà lên lớp mà muốn hiệu quả thì mọi người phải chăm chú lắng nghe, và tiếp theo là ghi chép đầy đủ. Đấy là một số cái thao tác học một cách rất là bình thường ở các trường học của Việt Nam bây giờ mà chúng ta thấy. Vậy thì coi như là chúng ta làm cái việc này một cách bình thường từ ngày bé đến ngày lớn của chúng ta như thế này thì thực sự nó có phải là việc bình thường hay không, hay thế giới đang làm cái việc bất thường mà có thể là chúng ta cần phải xem xét và chúng ta nhận định, cũng như là chúng ta có quyết định từ bản thân xem là chúng ta có nên theo họ hay không. Ok, vậy thì thế giới học kỳ quặc như thế nào? Mọi người có thể nhìn thấy ở đây, thế giới họ không học như chúng ta. Đấy là coi như là buổi sáng thì lên giảng đường nghe giảng, mà họ học bằng cách là để buổi tối hay giờ thời gian rảnh họ ở nhà, họ xem video bài giảng của thầy giáo, xem thầy giáo giảng về cái gì, xem slide bài giảng ra sao, tìm hiểu cái bài đó như thế nào. Sau đấy là gì? Đến giờ lên lớp, họ cùng practice, họ cùng làm bài tập, họ cùng thực hành với các thầy giáo. Chứ họ không thì không thực hiện như chúng ta là gì? À, sáng thì đến lớp, chiều về thì có như bắt đầu làm bài thực hành ở nhà. Vậy thì cái này có điểm gì khác? Mọi người cũng thấy ngay cái như phân vai hoàn toàn khác. Cái vai trò của giảng viên nó khác hoàn toàn. Đấy là gì? Giảng viên lúc bấy giờ là người đồng hành cùng với cả những người đi học. Họ cùng tranh luận, tham gia tranh luận, thảo luận cùng sinh viên. Sinh viên sẽ coi như là thực hiện bài tập ở ngay trên lớp, thử xem là vì ở cái việc đó của tôi làm có đúng hay không, có sai hay không, thảo luận trao đổi cùng với cả giảng viên. Sinh viên làm bài tập trải nghiệm đầy đủ hơn để mà có những cái cảm nhận tốt hơn về những cái gì mà mình được học. Đấy là một cái tiến trình mà hơi khác so với chút về cái tiến trình mà chúng ta thấy mà chúng ta học bình thường ở đây. Thì cùng một tiến trình, cùng một cách làm, cùng một cái cấp nước cần phải làm, thì mọi người cũng thấy ngay là gì? Slide này, cùng một tiến trình nhưng họ làm có vẻ khác với cả chúng ta. Cùng học, cùng thực hành, cùng quan sát, cùng làm thử và giám sát. Hai bước đầu tiên ở hai cái slide đầu mà đưa cho các bạn thì mọi người thấy ngay là gì? Học của chúng ta một kiểu, còn học của họ là một kiểu, và thực hành của chúng ta một kiểu, còn thực hành của họ là một kiểu. Hai cái bước đầu này nó quyết định tiếp các bước thứ 3, thứ 4, thứ 5 là quan sát, làm thử, làm thật và giám sát.
thì mọi người thấy ngay là việc à đối với họ chẳng hạn họ tìm hiểu trước. Ở đây có một người là anh Bình nói đầu tiên. Anh Bình là giám đốc Alpha Book và xuất bản rất là nhiều sách nổi tiếng, ví dụ như là Những Người Xuất Chúng này, Biển Bùng Phát, Trong Trước Mắt. Xin hỏi anh Bình một câu là đọc sách có phải là học không? Anh Bình chia sẻ là đọc sách cũng phải là học. Vừa rồi thì có một câu chuyện rất vui khi mà ngồi ở trên bàn này muốn đưa vào mọi người, đó là khi mình chia sẻ với anh Bình về những cuốn sách vừa rồi đọc của Malcolm Gladwell, một diễn giả gọi là một hàng đầu thế giới. Thì có ba người cùng chia sẻ thì đưa ra ba cái quan điểm khác nhau. Khi chúng ta đọc một cuốn sách hay chúng ta học một khái niệm mới, một cái lý thuyết mới, bao giờ chúng ta cũng có cái cảm nhận và cái hiểu khác nhau. Vừa rồi chia sẻ thì ba người là ba cái hiểu khác nhau. Cái hiểu thì nó rất là private và có thể là mình không hiểu đúng. Anh Bình là người trực tiếp coi như là xuất bản cuốn sách, có thể anh Bình hiểu cái cuốn sách thì tốt hơn mình, và có thể là cái việc thì mình hẹn Bình một buổi khác để mà trao đổi thêm xem là cái em hiểu ở trong ba cái cuốn sách ấy có đúng hay không thực sự. Và cái việc mà chúng ta nghe bài giảng ở nhà, nghe tiếp các thành phần để xem slide cũng như là một số thông tin giúp cho chúng ta có một số khái niệm trước về những cái gì chúng ta đang học, ok. Và sau đấy thì quá trình lên lớp thực hành thì quá trình ý sẽ mài giũa lại, gọt giũa lại những cái kiến thức mà chúng ta học, những cái gì mà chúng ta cảm thấy là gì à có thể là gì, có thể là đúng, có thể là chưa đúng, và những cái gì mà gì thầy giáo cho rằng là ở cái hiểu của chúng ta là sai chẳng hạn. Có thể như vừa rồi chẳng hạn mình xem ở trên TV thì thấy Hàn Quốc mình chỉ là tôi như thế này, yêu là như họ như thế này, không phải là xoa chứ không phải là như là chị Hoa thì vừa nói vừa rồi, nó cũng khác hoàn toàn. Mình thì cứ nghĩ là mình nghĩ đúng rồi nhưng mà hóa ra chị bảo là sai. Đấy. Thì cái việc mà thực hành ở trên lớp để mà có giáo viên cũng như là những người mà chưa thay cho mình rất là quan trọng. Và cái việc ấy nó còn giúp cho chúng ta để cái gì mà chúng ta chưa làm được chẳng hạn, chúng ta có thể quan sát được ngay xem là chúng ta làm như thế này có đúng hay không, đúng hay là sai. Và tiếp theo nữa là sau cái lớp quan sát thì có thể chúng ta làm thử. Và cái việc làm thử này nó rất là quan trọng dẫn đến cái việc là chúng ta làm thật và làm sát có đúng hay không. Thì những cái việc thì nó kéo theo là chúng ta làm cái thử nó sẽ chuẩn hơn, nó sẽ tốt hơn. Đấy là chưa kể mình chỉ nói là đây là đúng, chưa kể là tốt, là xuất sắc và là vượt trội hơn so với những cái gì mà thầy giáo làm được, thì nó là cả câu chuyện khác. Thì với cả những cái thứ như thế này mình nghĩ là có thể là chúng ta có thể một cái chia sẻ này nó giúp cho mọi người nhìn nhận lại cái quá trình mà chúng ta học tập. Và cái quá trình thì nó đã kéo rất là dài rồi, nó hình thành thói quen. Vậy thì nếu như nó là thói quen thì chúng ta cố gắng thay đổi, sửa chữa cái thói quen thì để làm thế nào chúng ta có những cái thói quen học tập tốt hơn, hiện đại hơn. Thì ở cái này không phải là chỉ ở bây giờ chúng ta mới nhìn thấy mặt thế giới, thì hiện rất là nhiều rồi. Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Nhật Bản. Và tiếp theo nữa Việt Nam cũng có một số đơn vị làm rồi. Như ví dụ như Topica của anh Quang ngồi dưới kia, ví dụ một số trường như trường trực tuyến chẳng hạn, và là thân trường mình Etech cũng triển khai một số phần ở trên Learning là sao cho sinh viên có thể tiếp cận và học trước ở nhà để mà thực hiện cái quá trình tiến trình học tập này một cách tốt hơn, ok. Thì cái này mọi người thấy ngay là mọi người có thể phản biện là có thể nó rất là tốt cho cái việc học IT thôi, học về công nghệ thông tin thôi, bởi vì là chỉ là trong cái xã hội domain rất là nhỏ, đấy là trong công nghệ tin. Nhưng mà ở trên thế giới thì họ làm rất là nhiều thứ khác hơn, không chỉ ở trong những công nghệ thông tin mà như Academy thì mọi người nhìn thấy ở đây, ví dụ như marketing chẳng hạn, với social network, với cả các thành phần thậm chí là khởi nghiệp, learn start, họ cũng đều có các thành phần về e-learning dạng. Sau đấy là các lớp học offline để mà có thể thảo luận cũng như trao đổi những thứ mà tốt hơn cũng như là chính xác hơn để mọi người học. Thời gian thì không có nhiều, chắc là chỉ chia sẻ với mọi người như vậy thôi để mọi người có thể có cái nhìn nhận tổng quan về cái việc là phương pháp học của chúng ta có đúng hay chưa. Và tiếp theo nữa là thì mọi người mà muốn thử xem hay là thử điên cuồng những kiểu thế giới, thay đổi những kiểu thế giới đó, chúng tôi thì nghe giảng ở nhà trước, sau đấy là chúng tôi sẽ trải nghiệm một số lớp học thực tế thực tiễn ở trên lớp và cách offline. Thì mọi người có thể lên trên trang của Topica hay lên trên trang của Itelotech để mà tham dự một số khóa học free ở trên cái phương diện e-learning. Mọi người có thể trải nghiệm xem là nghe bài giảng ở nhà như thế nào, chúng ta tiếp cận các thành phần thông tin trí thức ra sao, sau đấy là chúng ta sẽ coi như là thực hành như thế nào. Xin cảm ơn mọi người.